Đây là những video thuộc thời Lockwood ngày xưa, liệu bạn còn nhớ hay đã quên? Video hơi dài do là mình đã tổng hợp rất là nhiều video của Lockwood cũ. Xưa bạn nào chưa biết thì Lockwood có tên cũ là Lockbin nha các bạn. Ồ, anh Tấn Tài nha các bạn. Ok, này bắt tô đúng không? Ui, anh Stray Lý bạn chơi hồi thời có cái menu cũ luôn nè. Đây anh Minh Mama nha, đây anh TJ nha các bạn. Wow, anh TJ đang hướng dẫn cách farm nè. Lockwood Update 1 Tu 17.3. Lockwood Update 1. Ok, PVP với admin luôn. Ui, nó còn có tên là Tremor Tremor Magma Magma nữa các bạn. Ôi, Update 3.5 đã có con râu trắng các bạn. Các bạn thấy chiếc gươm cũ không? Trời, nó xấu kinh luôn ý. Ok, Update 8 nè các bạn. Lockwood In 2019. Ui, cho bạn nào chưa biết thì Lockwood được tạo từ năm 2019 nha. Và đây là mình không biết nha, nhưng mà hình như đây là YouTuber chơi cùng với admin khi mà game mới ra mắt nè các bạn. Anh này đang review cái kho chét quỷ nè. Đây là cái tên cực kỳ cũ nha. Chop chop, smok smok, gum gum. Giờ thì nó bỏ mấy cái tên đằng sau các bạn. Cái này mình thấy admin đặt giống kiểu giống như là trái gumu gumu numi các bạn, có hai từ lặp lại á. Nên là admin cho vô giống như là gum gum đấy kiểu vậy bạn. Ui, các bạn thấy không? Level max là level 300 như vậy thì chứ. Kinh điển các bạn. Và đây chính là cái avatar cũ của game nếu bạn nào chưa biết nha. Đây, Lobby Really. Đây, cái hình này rất là nhớ nha các bạn. Thời này là có 20k người chơi là cực kỳ nhiều đấy. Phải thì chứ các bạn. Giờ là nhiêu ta? 600 người đến 1 triệu người chơi cùng một lúc. Ok, đây chính là một cái video mà tạm biệt Lockwood cũ, chuẩn bị sang update mới nha các bạn. Đây, cái hồi nãy các bạn nó sẽ trở thành như vậy. Và cái như vậy, cái đảo bất ghi đó các bạn, đây sẽ là đảo bất ghi cũ và nó sẽ chuyển sang đảo này. Ok bạn ơi, nó rất là đẹp, tuy nhiên là cũ thì nó nhiều kỷ niệm hơn ha. Ok, đây chính là cái đảo mà C2. Ok bạn ơi, nó tươi nè, nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Ok, đây chính là cái đảo cà phê mà thanh niên nào nó cũng vô đây nè các bạn, trade các kiểu. Ôi, cái này y như mà một cái ta gọi là cái bartender của hải tặc đó các bạn. Quầy factory cũ, factory mới. Quầy quá nhớ luôn các bạn. Sắp đổi các bạn ơi, nhưng mà mình không biết khi nào nha. Được thì các bạn hãy chơi hiện tại để trải nghiệm đi, sau này các bạn sẽ không có thể trải nghiệm lại được nữa đâu. Đây là video PVP Lockwood hồi xưa nhớ các bạn. Đây, level 1450. Bạn này combo chém một chi superhuman kabucha sisu nha. Quầy đây chính là combo bất hủ hồi xưa nhé các bạn. Đấy các bạn thấy không, thằng kia xài saber cũng là một trong những cây ngon thời đó đó. Cây sisui phải nói là bá đạo trong hiện tại luôn. Trời các bạn, cái phật tổ V1 kìa, nó xấu kinh luôn ấy. Trời ơi, cái phật tổ V2 giờ nó mạnh lắm các bạn, vừa mạnh mà vừa trâu nữa. Ok, rồi sao thằng phật tổ này yếu quá ta. Ok, Lockwood ngày hôm nay, đây các bạn có thấy nè, Lockwood ngày hôm nay PvP rất là nhiều cái để PvP nha. Có cái Speaky Trading nè, cái Mochi Awakening nè. Nhưng mà mấy thanh niên hồi xưa thì nó đâu PvP những cái này đó các bạn. Đây, trái đất bình thường nhưng mà không phải đất Awakening nữa. Ở đây, trái cát nè các bạn, trái cát cũ hay là cũ luôn ấy. Đấy, đấy, trái đất cũ cho bạn nào chưa biết nha. Đây, nếu như bạn nào mà hỏi là có full video của ông YouTuber này quay thời Lockwood đầu không? Thì đây nha các bạn, đây chính là full nha. Đây chính là cái chùy Iron Man nha. Các bạn thấy không, nó đập xuống nó không có effect nha. Khi nào mà các bạn dùng skill Z thì mới có effect. Đấy, đó là điểm khác của hồi xưa nha, chứ thời nay. Ok các bạn thấy không, đây chính là lúc mà admin buff level cho ông này. Cái này là kiểu được review vô game đầu tiên các bạn. Người đầu tiên review nên cho mắt level luôn. Ở đây chính là PVP nha. Các bạn thấy trái đất hồi xưa stun không? Đấy. Nhưng mà giờ nó không ngon như bây giờ đó các bạn. Ui, ông này xài trái mắt ma nè. Trái mắt ma hồi xưa các bạn. Ui, các bạn thấy trái băng không? Trời ơi, trái băng nó kiểu như là được làm thô sơ các bạn. Thời này mình chưa chơi nha. Mình chơi cỡ update trước đó vài cái nữa các bạn. Ui, những cái đất clip kìa các bạn, nó đá cái chân kìa. Ôi. Ui, trái đất kìa các bạn. Thời này chắc trái đất là ngon nhất rồi các bạn. Tiếp theo là cây Yoru á. Ok các bạn ơi, đây chính là update 2.3 2019, cái đảo người cá C1 mới ra mắt lần đầu tiên nha các bạn.
Đây các bạn thấy không, level 335 nè. Đây chính là update 3.5, update mà có con râu đen nè, con râu trắng các bạn, mình nhầm. Đây, lúc này thì bạn nào mà pro lắm á thì bạn mới đánh được một mình nha. Bạn này level 650 nè. Đấy. Chứ thường là các bạn phải đánh con râu trắng các bạn rất là nhiều người, nó kiểu như là đánh con Dukin hiện tại các bạn. Đấy, đây chính là update đầu tiên của C2 nha. Update 8 New World. Ôi và nó vẫn còn cái này nha. Đây, cây Yoru. Chắc chắn là cây Yoru này, cây Yoru cũ rồi các bạn. Đây chính là trái Pika cũ nha. Đây chính là đã đấu trường. Và đây chính là con, hình như mình nhớ này là Diamante đúng không các bạn. Giờ nó đổi thành con Diamond rồi. Đấy. Đây chính là update 11 với Red. Ok, update này tới đây mình dừng nha các bạn. Tại vì bạn nào không biết thì update 11 đó là update cũng thuộc dạng khá đẹp của Lovefoot rồi. Nó cũng khá nổi rồi, nó không còn xưa nữa các bạn. Ok các bạn ơi, thêm một video về cái bản sách cũ nha. Mình thấy khá là nhiều bạn để cái này giống như là kiểu là phân biệt giữa Lovefoot cũ với Lovefoot mới các bạn. Ôi, thời này anh Australia cũng sẽ chế bom nữa chứ. Thường thì có chế bom là ngon rồi các bạn, tại vì vô game test chế quỷ là chính mà. Oh, Lovefoot. Rồi, đây chính là trái Dragon. Đây, đây, đây các bạn ơi. Đây chính là trái Gravity nha, nhưng mà điểm đặc biệt của cái này là bạn này chụp, không phải chụp trong game mà là lấy điện thoại chụp nha, nên là còn thấy không? Nhìn nó thô sơ vậy các bạn. Cái cuốn mà nó còn màu tím này nè. Vậy đây là CB cũ nha các bạn. Nhìn mặt nó ngáo vậy. Đây chính là chế bom nha các bạn. Nổi em mạnh nha. Giờ chế bom nó mạnh rồi. Tiếp theo là những chế ác quỷ cũ và mới phần 2 nha các bạn. Đây chính là chế Smoke năm 2020. Đây, và đây chính là chế Smoke hiện tại. Đây là cái video có thể là cho các bạn so sánh nè. Chế Flame. Ui, chế Flame hiện tại đẹp á. Chế Flacon. Ui các bạn phải nói là cái này thời này nó xấu kinh luôn các bạn. Đây, đây rất là đẹp nha. Cái này chế Sen chứ không phải chế Mochi nha các bạn, nhiều bạn bị lừa lắm. Chế Gravity 2020. Ok. Ui, chế Gravity này đẹp kinh luôn các bạn. Ở đây, đây mới là chế đua nha các bạn, đừng có nhầm nha các bạn. Ở đây, đây chính là chế hiện tại. Chế cũ, chế hiện tại. Chế cũ, chế Venom giống chế Gravity vậy. Ui, đẹp kinh luôn các bạn. Đây, chế Control. Giờ nó có hiệu ứng này nè các bạn, bay khối vuông à, đẹp phết. Đây, chế Búp Ha 2020 nha các bạn. Mà thấy nó cũng giống hiện tại mà. Cái này nó chỉ sáng hơn thôi các bạn, với đội cuốn thôi. Đây, chế String. Và chế String giờ đẹp quá các bạn. Chế Phoenix cũng đẹp mà. Đấy, quá đẹp luôn. À, đây chế Rumble. Ngoài chế Rumble cũng đẹp đó các bạn. Chế Pound. Giờ mình thấy nó bo góc hết rồi các bạn. Bo góc kiểu vuông vuông tròn tròn á. Rồi đây, cho những bạn nào mà mới chơi game á, thì đây chính là con NPC. Mà hồi xưa á, nếu như các bạn gặp NPC này, đây là một câu chuyện có thật nha các bạn. Thì hồi xưa nếu mà các bạn gặp con NPC này nè, mà các bạn đánh á, thì các bạn giết được nó là các bạn sẽ được cây Yoru miễn phí nha. Nhưng mà điều đặc biệt đây á, đối với là NPC này là NPC Rip Indra, tức là Rip Indra biến thành NPC này nha các bạn. Là phải nói là admin này đánh sao nổi bạn, đánh rất kinh luôn. Đấy, đây là đây, nếu mà mấy bạn muốn đọc thì các bạn có thể đọc nha. Nó là tự update 9. Đấy, này các bạn thấy không? It's just the owner Rip Indra, tức là Rip Indra mặc cái bộ đồ skin này thôi. Nên các bạn đừng hiểu lầm, đây là NPC ngáo ngơ chứ các bạn đánh. Không đâu các bạn ơi, đâu dễ mà ăn được cái cây Robux mà miễn phí. Đây, lâu lắm rồi mới có một bạn chụp được cái này các bạn. Really update Loppy. Đây, Loppy đầu tiên nha các bạn. Giờ là cái group mà tạo ra game này. Không có phải là, hình như là mình thấy mình nhớ là cái gì ta, gì game robot hay gì các bạn. Ở đây nè các bạn, Go Play Eclipsis. Đây, tên cũ của cái group làm nên cái game Loppy. Mà giờ nó đổi tên các bạn, đây chính là cái cũ nha. 36k like luôn à. Ngày 16 tháng 1 2019 update. Ở lòng ra mắt các bạn. Đây, chế bom 2020. Wow, bạn này chụp ảnh gì mà sao nó đẹp dữ là rõ các bạn. Và chế bom hiện tại nữa các bạn. Chế speaker, có gai nè. Ôi, chế này giống chế tơ vậy, nó cũng có gai tơ tơ các bạn. Chế chóp. Chế chóp 2023. Spin 2020. Rồi spin 2023, chế kilo, chế kilo hiện tại. Đây là chế đất cũ nha các bạn. Chế đất 2020. Đấy. Có cái chùm giống chùm râu các bạn đây. Đây là chế đất mới, chế revive cũ, chế revive mới, chế đây mình cũ. Bạn nào không biết thì các bạn có thể xem chế quỷ cũ với chế quỷ mới như nào nha. Bạn này so sánh khá là kỹ. Và đây chính là chế rubber cũ và chế rubber mới thì mình thấy nó khá là tưng tưng nha các bạn. Nó có animation động ấy. Đây chế Barry. Chế Barry mới, chế magma cũ rồi tới đen các bạn. Đây chế magma mới. Chế bottle
cũ chơi battle mới. Nó thay đổi nhiều lắm luôn các bạn, trái battle á. Đây chính là trái qua kia nha. Và đây, hồi nãy các bạn xem video BVB kia của mình á, trước đó nữa, thì các bạn thấy BVB bằng main 9 là trái quỷ, trái đua đúng không? Thì đây chính là main 9 là vũ khí nha các bạn. Cụ thể ở đây là cây duck play, cây duck play skin duck nha các bạn. Thấy các bạn còn là duck yuru á. Thời này trái bao nó còn ngon cực các bạn. Khi mà trái với duck awakening chưa ra mắt thì trái bao nó phải nói là cực kỳ ngon luôn nha. Ôi, đây là chính là clip mà bạn này bảo là clip cũ bạn đó đăng lại nha. Đúng vậy luôn các bạn. Nhìn cái clip chất lượng như vậy là mình biết rồi. Đây chính là trái like cũ nha. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng mới các bạn. Tại vì các bạn thấy này không? Đây chính là cái fit main karate nó có skin rồi các bạn. Ý là nó có đổi avatar rồi. Nhưng mà nó vẫn cũ nha các bạn. Đấy các bạn thấy sắc main cũ không? Đây là Pika cũ nè. Level 572. Cái quét nó cũng cũ nữa các bạn, sao quét nó bị lỗi chứ, chắc bạn này chơi trên điện thoại quá. Ok, đây chính là một cái video nhìn nó giống như là tóm gọn hết những clip hiện tại lại các bạn. Đây chính là bạn mới đầu chơi Love Food. Và đây chính là video cực kỳ cũ luôn. Tại vì các bạn thấy là đây chính là trái quỷ hình tròn nha các bạn, không phải hình vuông đâu. Nên là cái video này nó phải nó cực kỳ cũ luôn. Đấy, đây các bạn đang chơi Love Food ở những ngày đầu đúng không? Rất là vui đúng không? Đây chính là con Civic cũ nè. Rất là nhiều người đánh một con chứ, giờ chắc một mình đánh cũng được nè. Còn ở đây thì chả hiểu sao con Civic nó lại ở trên bờ nữa các bạn. Rồi các bạn thấy không, đây chính là update hiện tại. Và các bạn thấy thanh niên này đã tiêu tụy, kiểu như là nó đã từ chơi từ update 1 đến update 17 bắt bay. Nó là quá già ấy các bạn, kiểu vậy á. Mà cũng khá đúng các bạn. Ok thì hiện tại Love Food chưa update nha các bạn. Sắp tới đây thì Love Food sẽ update và đổi mới toàn bộ, không sót một cái thứ gì. Ngay cả map cũng sẽ thay đổi hết, những cái item đều thay đổi hết. Nên là nếu như các bạn nhớ Love Food cũ và sau này nó sẽ đổi mà các bạn không muốn là các bạn có thể quên đi những kỷ niệm đẹp á, thì hiện tại các bạn có thể chơi nha, tại Love Food chưa update mà. Nên là các bạn có thể chơi và trải nghiệm lại. Chứ nếu không, Love Food update thì nó cũng đã muộn rồi các bạn.